Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và các bác ba cái mẫu đầu DSC giải mã phân khúc dưới 1 triệu đồng anh em và các bác nhé. Và ba cái mẫu này thì hiện tại là bên em đang bán chạy nhất trong cái khoảng thời gian từ đầu năm trở lại đây. Đấy. Thì ba con này thì đều có một điểm chung là đều giải mã 24 bit và tần số lấy mẫu lên tới 192 kHz. Nó chỉ khác nhau về cái chức năng thôi anh em và các bác nhé. Đấy, nghĩa là mỗi anh em và các bác có một cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Ví dụ anh em và bác có những anh em bác sử dụng đây. Đấy, có những anh em và các bác thì chỉ cần cổng quang, cổng quang hoặc cổng USB. Đấy, thì không cần Bluetooth thì anh em chơi cho em cái con DAC DA500 này. Đấy, Make in Singapore DA500. Đó, con này là với phân khúc là 850.000 đồng mà. Anh em này, một bộ. Con này thì không có Bluetooth anh em nhé. Con này thì có cổng 2 cổng out ra. Và con này thì có cả điều khiển này anh em này. Có điều khiển này. Có dây USB. Đấy. Có dây nguồn, có củ nguồn và có cả dây quang nữa anh em nhé. Đấy. Sản phẩm thì bao gồm đầy đủ luôn cho anh em và bác. Và con này thì có hơn ở hai cái con này ở cái điểm gì? Là con này có tăng giảm bát anh em nhé. Đấy, nên mà anh em bác nào muốn tiếng bát lực hơn hoặc là anh em muốn tăng giảm bát theo cái sở thích hay theo cái tai của anh em bác thì anh em chơi con này. Và con này có tăng volume luôn này. Có điều khiển, có cổng out ra. Đấy, đây là những chức năng đơn giản của một con DSC Zenith. Đấy, tần số lấy mẫu đây, 192 kHz USB DSC. Con này thì anh em bác nào mà muốn lấy tín hiệu ra trực tiếp từ máy tính hoặc là từ điện thoại thì anh em cũng có thể chơi qua cổng USB này được anh em nhé. Rất là hay. Đấy, 850.000 đồng một bộ DAC DA500. Đấy. Rồi tiếp theo một mẫu nhỉnh hơn một chút là mẫu này. Con này thì em cũng mới về luôn, DAC ZN609 Pro. Bản nâng cấp của con 609P. Đấy. ZN609 Pro cũng made in Singapore. Và con này thì có tích hợp Bluetooth 5.1 anh em nhé. Và con này thì nó sẽ không có chức năng gì quá nhiều. Anh em thể thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Nhiều anh em lại thích đơn giản, nhiều anh em lại thích đơn giản như này thôi. Đấy, kích thước thì to tầm bằng một cái bàn tay anh em nhé. Và con này thì có cổng set này. Cổng set này là cổng chuyển chế độ này. Cổng audio out ở ngay đằng trước bằng cổng 3 ly. Đằng sau đây, đằng sau ở đây thì sẽ có một cái dâu Bluetooth này. Cổng USB in, anh em sẽ cắm trực tiếp USB vào đây để đọc luôn. Cổng optical in không thể thiếu được rồi. Cổng coaxial in và DC 12V anh em nhé. Con này thì có hai cổng out ra, gồm một cổng out đằng sau bằng hoa sen và một cổng out đằng trước bằng 3 ly. Con này thì có mức giá là 890.000 đồng cho một bộ sản phẩm. Và con này thì sẽ hơn con này ở cái là có Bluetooth 5.1, nhưng mà nó lại thua một cái là không có tăng giảm bass và không có đúng chỉnh volume và không có điều khiển. Đấy, anh em lưu ý cho em nhé. Hai con này thì nó chỉ nhỉnh hơn nhau có bao nhiêu? 890 và 850, nhỉnh hơn nhau có 40.000 thôi. Mà con này có Bluetooth, con này không có Bluetooth. Đấy, nếu mà anh em và bác nào muốn Bluetooth thì anh em chơi cho em phân khúc này. Đấy, còn anh em mà không muốn Bluetooth thì anh em chơi cho em phân khúc này. Đấy, con này thì sẽ hợp lý hơn cho anh em và bác. Đấy, và hai con thì đều có đầy đủ dây nguồn. Con này thì có thêm cái dâu Bluetooth này anh em này. Dâu Bluetooth thì chúng ta sẽ cắm ngay đằng sau này. Em sẽ xoắn vào luôn cho anh em. Đấy. Đây, dây quang. Đấy, đầy đủ luôn. Nhưng mà con này không có điều khiển anh em nhé. Con này không có điều khiển. Trên cái điều khiển của cái con DA500 thì nó sẽ có chuyển chế độ này, tăng giảm bass này anh em này. USB này, optical coaxial này, volume này, tăng giảm volume này. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đấy. Rồi, một mã cuối cùng là cái mã này thì nó là mã siêu phẩm luôn anh em. Mã này thì nó tích hợp và hầu như là đầy đủ. Có điều khiển. Đầu tiên là cái điều khiển rất là đẹp. Đây này, em sẽ lấy một cái điều khiển bên ngoài bọc. Hiện tại thì em đang cầm một tay để em quay cho anh em. Đấy. Hôm nay lại không có cây ở đây nên là anh em thông cảm cho em nhá. Em sẽ quay này cho anh em chi tiết nhìn cho nó rõ. Đây, một cái điều khiển này. Rất là xịn sò luôn ạ. Điều khiển Zenith chính hãng luôn. Rồi, sản phẩm thì sẽ bao gồm một dây nguồn này, một dây quang, con này cũng có dây quang em nhé, con này cũng có dây quang luôn. Một củ nguồn này, một dâu Bluetooth này,
Rồi bây giờ em sẽ cầm con này lên. Con này thì mã sản phẩm là DA310P. Đây đây đây, DA310P Make in Singapore. Con này thì quá vừa tay luôn rồi, rất là nhỏ gọn anh em ạ. Và con này có điều khiển nhá, có núm chỉnh volume. Đấy. Và con này có một cái ưu điểm là vừa có thể thu và vừa có thể phát được Bluetooth anh em ạ. Đấy, vừa có thể thu vừa để phát. Và con này thì có một cái nữa là hơn ở hai con này là có lỗ cắm mic anh em nhá. Có lỗ cắm mic. À có thể chúng ta có thể cắm trực tiếp mic vào đây để anh em hát luôn. Đấy. Cũng có cổng audio out đằng trước này anh em này. Đây là cổng out ra anh em nhá. Rồi, anh quay đằng sau cho anh em nhìn. Cái chỗ này là chỗ để cắm dâu Bluetooth này. Đây là cổng out của hoa sen. Cổng in của nó sẽ có tới 5 cổng in. Là in bằng Bluetooth, in bằng optical, in bằng coaxial, in bằng AUX và in bằng OTG và USB. Cái cổng này chúng ta vừa có thể đọc bằng USB hoặc là anh em cắm điện thoại, máy tính. Đấy. Và cái này đại chạy điện DC 5V là chúng ta có thể cắm trực tiếp ở từ TV ra cũng được. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Con này thì giá sẽ nhỉnh hơn hai con kia tầm 100.000 đồng. Đấy. Con này thì giá của nó là 960.000 đồng. Nhưng mà anh em được có thêm một cái là đây có một cái ưu điểm nữa là em muốn khoe cho anh em là con này Bluetooth 5.3 anh em nhé. Là nó sẽ cao hơn cái con này 5.1. 5.3 là cái phân khúc mới nhất, cái chức năng mới nhất của cái thằng Bluetooth, xa hơn, mạnh hơn. Đấy, và có thêm cả thu vừa phát Bluetooth. Đây, anh em và các bác có thể nhìn ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có chức năng là thu Bluetooth và phát Bluetooth ở đây. Tăng giảm volume. Đấy, tắt bật này. Đấy. Đây, và con này thì có thêm một cái chức năng nữa mà anh em cần lưu ý là cái chức năng mic. Chức năng mic anh em nhé. Đấy, đây. Em sẽ quay sát cho anh em nhìn. Echo này, Music này, Mic này, tắc tiếng này, OTG, USB này, Optical và Coaxial. Anh em thấy không? Đây là cái chức năng của một con vang. Cái chức năng Echo và nhạc này và mic này. Đấy, con này rất là hay. Mà giá chỉ nhỉnh hơn hai cái con kia có 100.000 đồng thôi. Đấy, DA310P có mức giá là, đây em sẽ gắn cái dâu này vào cho anh em nhìn cho nó rõ. Con này Bluetooth 5.3 anh em nhé. Hiện tại là em đang cầm một tay em quay này. Để mong anh em thông cảm. 960.000 đồng DA310P. Đấy. Con này là ZN609 Pro. Không cần quá nhiều chức năng thì anh em chơi con này cho em. Giá là 890.000 đồng. Đấy. Con này thì không có Bluetooth nhưng mà có điều khiển, có cắm được USB, có tăng giảm volume, có tăng giảm bass. Mức giá là 850.000 đồng một bộ. Tất cả đều miễn phí vận chuyển và bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi một đổi mới. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy. Và không thể thiếu được là những cái sản phẩm đi kèm thì sẽ bao gồm mà anh em sẽ được bên em hỗ trợ anh em bác lấy dây hoa sen là dây AV đấy ạ, của thằng Hitachi với mức giá là 200.000 đồng bản kim cương. Đây. Bản này thì hiện tại bên em đang bán lẻ là 250.000, nhưng mà khi anh em lấy kèm với cả DAC thì sẽ có mức giá là 200.000 đồng. Độ dài 1 mét anh em nhé. Anh em và các bác cần dài hơn hay là ngắn hơn thì cứ liên hệ với em. Đấy. 200.000 đồng thì là hỗ trợ anh em lấy kèm này. Dây quang của Hitachi hỗ trợ anh em và các bác lấy kèm với DAC. Dài 1,5 mét anh em nhé. Dây quang của người ta tặng kèm cho anh em thì nó chỉ dài có 1 mét thôi. Đấy, ba loại này thì đều được tặng cái dây quang này. Đấy, anh em và các bác nào muốn dài hơn và to hơn, bền hơn, dây bãi xịn thì anh chơi cho em dây Hitachi 160.000 khi anh em lấy kèm với DAC, mua lẻ vẫn là 185 anh em nhá. Dài 1,5 mét. Đấy, dây to được bọc dù chống quẫy gập này. Đấy, anh em bác muốn xịn hơn thì chơi cho em cái dây Zenith của Singapore này. Dây Zenith của Singapore này thì là dài 2 mét. Đấy, một đầu vuông và một đầu thẳng như thế này. Đấy. Cũng được bọc một lớp vải gọi là sắc rắn chống gãy gập. Đấy. Dùng thoải mái anh em nhé. Này thì quá xịn rồi, dài 2 mét. Rất tiện lợi cho anh em bác nào mà để tivi treo tường. Nhất là anh em và các bác
treo tường tivi này, sợ gập gãy này, chơi cho em cái đầu này, quên sầu luôn. Và có thể xoay 180 độ anh em nhé, xoay thoải mái cái đầu này. Rồi, ok, anh em bác nào quan tâm đến một trong ba cái mẫu đầu DC này thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để đặt hàng nhé. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.